Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá của iPhone 11, 12, 13 tại Thế Động trong những ngày cuối tháng 3 này các bạn ha. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 3 thì xem iPhone 11, 12 và 13 có giảm giá hay khuyến mãi gì đặc biệt không các bạn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có con iPhone 11 64GB. Với cấu hình là màn hình là 6,1 inch. Nó sẽ sử dụng con chip là Apple A13. RAM 4, bộ nhớ trong 64GB và hai camera phía sau đều độ phân giải là 12 megapixel. Selfie là 12, pin là 3110 mAh và hỗ trợ sạc tối đa là 18W. Thì 11 64GB hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 11.990. Và hiện tại nó đang có chương trình là giảm 1 triệu. Tức là hiện tại các bạn mua sẽ chỉ còn là 10.990.000 thôi các bạn nha. iPhone 11 này hiện tại nó đã giảm trực tiếp lên giá gốc bộ máy luôn rồi các bạn. Lúc trước bạn mua con này tại giá gốc tầm khoảng là 14.990.000 á ha. Hiện tại nó giảm thẳng xuống giá gốc là còn 11.990 và giảm thêm 1 triệu nữa là các bạn mua sẽ còn là 10.990.000 cho iPhone 11 phiên bản 64GB các bạn ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con iPhone 11 128GB. Hiện tại có giá là 13.990. Thì iPhone 11 128GB hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá là 1.500.000. 13.990 giảm 1.500.000 là các bạn mua sẽ còn giá là 12.490. Wow, giảm giá khá nhiều ha. Và cũng được giảm giá trực tiếp lên giá gốc luôn. Thì iPhone 11 128GB này thì màn hình là cũng 6,1 inch, sử dụng con chip là Apple A13, RAM 4, bộ nhớ 128, hai camera phía sau là 12, selfie là 12, pin 3110 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 18W. Rồi, tiếp theo đây chúng ta sẽ có con iPhone 12 phiên bản 64GB có giá là 17.990. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá là 3 triệu. 17.990 giảm 3 triệu là còn 14.990 các bạn nha. Cho phiên bản iPhone 12 64GB thì iPhone 12 này sẽ có màn hình là 6,1 inch, nó sẽ sử dụng con chip là Apple A14, RAM 4, bộ nhớ trong 64, hai camera phía sau đều 12, selfie là 12, pin 2815 mAh và hỗ trợ sạc tối đa 20W, sạc nhanh 20W. Và iPhone 12 sẽ thiết kế vuông vức các bạn nha, nó không thiết kế bo như iPhone 11. 17.990 giảm 3 triệu là còn 14.990. Rồi, cuối cùng là chúng ta sẽ có con iPhone 13 128GB có giá là 18.990. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá trực tiếp 1 triệu là còn 17.990. Thì iPhone 13 sẽ có màn hình là 6,1 inch Super Retina XDR, sử dụng con chip mới hơn một tí là Apple A15, RAM 4, bộ nhớ 128, hai camera phía sau đều là 12 megapixel, selfie 12, pin cải tiến hơn là 3240 mAh và hỗ trợ sạc nhanh tối đa 20W. Đây là cái con iPhone 13 các bạn. iPhone 13 hiện tại mình đang có đây là chiếc máy màu xanh rừng thông 13 ha. 13 thể thiết kế vuông cái cạnh luôn các bạn, vuông vức luôn ha. Đó. Hai cam phía sau đều 12, selfie là 12, pin sẽ có cải tiến hơn so với iPhone 12 và giá hiện tại là 18.990, các bạn mua sẽ được giảm giá trực tiếp 1 triệu là chỉ còn là 17.990 cho iPhone 13 phiên bản 128GB các bạn ha. Rồi, thì mình vừa cập nhật các bạn giá cũng như khuyến mãi của iPhone 11, 12, 13 và 10 tại Thế Động các bạn ha. Cuối tháng này các bạn có thắc mắc kia lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.